Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Khanh Xe Tải Chính Chuyên Dùng. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái dòng xe bồn chở cám. Và mình sẽ giới thiệu cho các bạn về hai mẫu luôn cho các bạn để các bạn thí dụ như có thể có thêm nhiều sự lựa chọn. Đó là xe bồn cám thổi đời 2022 và đời 2023. Các bạn thấy ha. Thì các bạn nào muốn thí dụ như lấy 2022 thì vẫn có và 2023 thì đây. Các bạn nào có muốn thì vẫn có bình thường, hỗ trợ các bạn hết nha. Giá thành thì 2022 thì giờ hiện tại nó chỉ rẻ hơn một xíu. Còn các bạn muốn biết giá chính xác cụ thể như thế nào thì các bạn có thể liên hệ với mình ha, để mình cho giá cụ thể từng con. Thì cái mẫu trước video trước mình thì mình có giới thiệu cho các bạn về cái dòng sản phẩm là xe bồn chở cám trục vít tải 5 chân. Thì hôm nay mình sẽ tư vấn cho các bạn về một mẫu xe bồn chở cám bơm thổi. Đấy, cho đủ bộ luôn cho các bạn dễ dàng so sánh. Dễ dàng so sánh và thí dụ như đưa ra được cái phương án thí dụ như kinh doanh tối ưu nhất. Thì riêng về cái xe bồn cám thổi á, thì mình tư vấn cho các bạn nha, để các bạn biết khi mà các bạn chở bồn cám cho cái hãng nào thì các bạn cần cái xe bồn gì ha. Thí dụ như các bạn khi mà chở bồn cám này nè, cám thổi nè, các bạn chở cho giáp pha hoặc là đờ hết thì các bạn sẽ dùng cám thổi, còn tất cả các thương hiệu cám còn lại thì nó không yêu cầu lắm, đa phần là bơm càng nhanh càng tốt thì nó sẽ sử dụng là bồn trục vít tải nha các bạn. Bồn cám thổi thì nó sẽ hơi chậm một xíu ha. Thì bây giờ mình sẽ đi sâu từ ngoại thất rồi mình sẽ tư vấn về cái phần chuyên dùng kỹ thuật của bồn cám nha. Mình sẽ tư vấn cho các bạn luôn. Thì cái mẫu này mình có giới thiệu là mẫu đời 2022 nha. Thì bây giờ mình sẽ đi ra phần bồn cám để mình tư vấn cho các bạn luôn. Thì bây giờ mình sẽ mời các bạn đi theo mình. Bồn cám thổi và bồn cám trục vít mình bên mình đều hỗ trợ tặng cho các bạn bộ cái option đi theo xe bằng inox nè, về nè, về trước nè, về sau nè. Có cái xe này khách không lấy cản inox nha các bạn. Không lấy cản inox chứ bên mình vẫn tặng hết cho khách nha. Đây. Cản inox, cản hông, cản sau đều bằng inox. Thì bây giờ trước tiên là mình sẽ đi từ bên hông trước đi. Thì cái phần đà của cái xe bồn cám thổi á, nó sẽ trống như cái này các bạn. Nó chỉ có hai cái này thôi nè, hai cái chân này và cái phần phễu này. Cái bồn thì nó hơi cao, bồn cám thổi thì nó hơi cao, để cái trọng tâm cái cám này rất là nhẹ các bạn, thì cái công suất chứa của cái bồn này nó phải bự lên nó mới đạt được cái tải trọng cho phép chở đó tối ưu nhất ha các bạn ha. Thì bây giờ các bạn có thể thấy đây là hệ thống này, hệ thống cám thổi tuần hoàn này ha. Nó sẽ chia làm hai đường, một đường lên trên hệ thống trên kia và một đường nó sẽ đi qua đây bên bơm nè, bơm này bơm Shimawa của Nhật nè. Mình giới thiệu về cái bơm này cho các bạn luôn. Cái bơm này hiện tại bên mình độc quyền phân phối cái bơm này nha. Những chỗ khác là nó bán cái bơm này thì nó cũng phải, một là nó phải mua qua mình, còn hai là nó báo giá không có cho các bạn đâu. Hiện tại một số đơn vị là báo giá, trong báo giá sẽ để bơm Shimawa của Nhật. Nhưng mà khi mà khách hàng đặt cọc rồi bàn giao cho khách á thì sẽ có một số chiêu là nói không có cái bơm này không có hàng đó, thay bơm khác vô và giảm giá cho khách. Trường hợp này vẫn có, bên mình đã gặp một số khách hàng vẫn có nha các bạn. Đó, khách hàng rất là khó chịu khi mà thí dụ như thỏa thuận ban đầu là bơm Nhật nhưng mà thay vào đó là bơm Trung Quốc hay bơm gì đó thôi, không phải là bơm Nhật nha các bạn. Đấy, mình lưu ý khách hàng khi mà đặt cọc bên mua xe thì hỏi kỹ cái vấn đề cái bơm này, tại cái bơm này nó quyết định tới là 50-60% về cái công suất bơm, mức độ thành công một cái xe bồn cám nha các bạn. Đó, các bạn lưu ý nha. Đây, còn những cái khúc này nè, cái xe bồn cám thổi thì mình sẽ chia ra nhiều ngăn nhỏ nha các bạn, chia ra nhiều ngăn nhỏ, mục đích chia ra nhiều ngăn nhỏ để công suất áp suất không khí á, nó sẽ lấp đầy, đó nó sẽ tạo ra một cái khoảng áp suất nhất định tối thiểu để mà mình bơm cám ra nó nhanh nhất, hiệu quả nhất cho khách hàng. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đó, mỗi cái bồn ngăn, mỗi phễu này bên mình sẽ chia nhỏ ra. Khác với lại hệ thống vận hành của bồn cám trục vít thì bồn cám này hoàn toàn vận hành bằng hơi nha các bạn. Bằng hơi. Còn cái bồn cám trục vít kia vận hành bằng thủy lực và cơ, bán tự động, còn cái này là tự động hết nha các bạn. Đây. Mình khẳng định với các bạn luôn là tự động hết. Đây, đây là những cái đồng hồ hơi nè, đây. Những đồng hồ hơi. Cái bồn này thì nó sẽ có 7 hầm, còn cái bồn cám trục vít thì nó chỉ có 4 hầm thôi các bạn.
Mục đích thì nó chia hơi nhỏ ra để nó bơm nó nhanh hơn các bạn, công suất nó ổn định hơn. Đây, 7 hàm đồng hồ áp suất nè, 7 cái nè. Còn đây là 7 cái công tắc, 7 cái công tắc để xả cái van van bướm một chiều ở đây này các bạn. Để nó hơi nó đẩy cám ra đây nha. Cái họng này họng kết nối với cám với là silo nè. Đấy. Họng kết nối ha. Còn đây là đồng hồ áp suất nè, áp suất vòng quay nè. Vòng quay của bơm PTO. Đó, đây các bạn có thể thấy nè. Đó, nó có áp suất này luôn để mức an toàn của mình lúc nào là nó cũng phải đạt là hiệu suất cao hết đó các bạn. Mình có thể biết được cái vòng quay nó bao nhiêu, công suất nó sinh ra bao nhiêu, vận tốc bơm cám là bao nhiêu, bên mình biết hết luôn nha các bạn. Để khi mà nói chung là cái này là cái mức độ an toàn. À, cái mức độ an toàn mình phải cao nhất. Tiếp theo nữa đồng hồ nè, đồng hồ áp suất tổng nè ha các bạn. Này vận hành bằng hơi 100% hết nha các bạn, hơi khí nén hết. Đó. Nó khác với lại cái hệ thống bơm trục vít. Bơm khí nén thì nó sẽ phải có một đoạn ống mềm, có ống mềm kết nối với lại silo và xe cám này, thì cái ống mềm nó sẽ bỏ vào hai bên hông này, bên đây và bên kia nha các bạn. Bên đây và bên kia. Đó, bên mình ống này là ống đôi nè, ống đôi. Đó, bên mình có thể để ống đôi luôn. Đây, các bạn có thể thấy nè. Rất là đẹp luôn, bên mình là chế tạo là rất là ok. Nước sơn này cũng như là tất cả các loại sản phẩm mà bên mình bán ra đều bảo hành nước sơn 1 năm theo xe hết nha các bạn. Mức cho vay xe này thì khoảng 70 đến 95% tùy theo nhu cầu của bạn thôi. Thì nếu các bạn muốn biết thêm về thông tin sản phẩm này thì có thể là liên hệ với mình hoặc là đọc thêm cái phần ghi chú phía dưới nha các bạn. Cần thêm thông tin cứ gọi cho mình. Sau đây thì mình xin kết thúc cái video giới thiệu về xe bồn chở cám thức ăn chăn nuôi Chen Long 5 chân 36 khối. Nếu các bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.